Chào mừng các em đến với bộ môn giáo dục công dân khối 7. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tiết ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1. Về hình thức kiểm tra, chúng ta sẽ kiểm tra tập trung theo lịch của nhà trường đưa ra. Chúng ta sẽ kiểm tra trực tiếp tại lớp. Thời gian là 45 phút. Đề gồm có 12 câu trắc nghiệm và 3 câu tự luận. Nội dung ôn học kỳ 1, chúng ta sẽ có 4 bài. Bài số 2, quan tâm, cảm thông và chia sẻ. Bài số 3, học tập tự giác, tích cực. Bài số 4, giữ chữ tín. Bài số 5, bảo tồn di sản văn hóa. Về phần nội dung ôn tập, về lý thuyết, các em xem kỹ cho cô phần nội dung bài học mà chúng ta đã viết trong tập. Về phần bài tập, chúng ta sẽ xem lại các bài tập trong sách giáo khoa và đề cương ôn tập cũng như là video clip mà cô sẽ gửi lên trên trang web. Bài số 2, quan tâm, cảm thông và chia sẻ. Phần 1 nhỏ là khái niệm thế nào là quan tâm. Quan tâm là thường xuyên chú ý đến người khác. Cảm thông là đặt mình vào vị trí của người khác, nhận biết và hiểu được cảm xúc của họ. Chia sẻ là sự đồng cảm, san sẻ với người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn theo khả năng của mình. Hai nhỏ biểu hiện của quan tâm, cảm thông, chia sẻ được thể hiện qua lời nói, ánh mắt, nụ cười, cử chỉ, v.v. hay những hành động hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Ba nhỏ rèn luyện. Quan tâm, cảm thông, chia sẻ có ý nghĩa trong đời sống xã hội hiện nay. Qua đó chúng ta có thể hỗ trợ, giúp đỡ và thấu hiểu lẫn nhau. Để rèn luyện sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ, chúng ta cần quan sát, lắng nghe, đặt mình vào vị trí của người khác và luôn sẵn sàng giúp đỡ họ. Chủ động quan tâm, cảm thông, chia sẻ với người khác, khích lệ bạn bè cùng thực hiện. Góp ý, phê phán thói ích kỷ, thờ ơ trước khó khăn, mất mát của người khác. Bài số 3, học tập tự giác, tích cực. Khái niệm, thế nào là học tập tự giác, tích cực? Là chủ động, thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập đã đề ra. Hai nhỏ biểu hiện, học tập tự giác, tích cực được thể hiện qua việc 2 chấm, xác định đúng mục đích học tập, lập thời gian biểu khoa học hợp lý, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Phần 3 nhỏ ý nghĩa, học tập tự giác tích cực giúp ta có thêm kiến thức, mở rộng hiểu biết, gặt hái nhiều thành công và được mọi người thừa nhận, tôn trọng. 4 nhỏ rèn luyện, học sinh phải rèn luyện tính tích cực tự giác trong học tập, cần nhắc nhở và giúp đỡ những bạn chưa tích cực tự giác trong học tập để cùng nhau tiến bộ. Bài số 4, giữ chữ tín. Thế nào là giữ chữ tín? Chữ tín là sự tin tưởng, niềm tin giữa người với người. Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình. Biểu hiện của giữ chữ tín là biết giữ lời hứa, đúng hẹn, đúng giờ, hoàn thành nhiệm vụ. Ý nghĩa, chữ tín trong cuộc sống vô cùng quan trọng. Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người yêu quý, kính nể và dễ dàng hợp tác với nhau. Người không giữ chữ tín sẽ không được mọi người tin tưởng và khó có được các mối quan hệ thân thiết, tích cực. Việc giữ chữ tín giúp chúng ta có thêm ý chí, nghị lực và tự hoàn thiện bản thân. Cách rèn luyện. Để rèn luyện việc giữ chữ tín, chúng ta phải giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người khác một cách có trách nhiệm. Phê phán những người không tôn trọng chữ tín, không biết giữ chữ tín. Bài số 5, bảo tồn di sản văn hóa. Ở đây chúng ta có 5 phần nhỏ. Phần 1 là khái niệm, các em phải học thuộc cho cô thế nào là di sản văn hóa. Và di sản văn hóa được chia làm 2 loại. Đó là di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể. Ở đây các em có thể cho ví dụ, trong quá trình dạy cô đã cho ví dụ rồi. Và các em sẽ nêu được ý nghĩa của di sản văn hóa. Và phần 4 nhỏ là phần quy định của luật di sản văn hóa vào năm 2001. Thì theo quy định của luật, các tổ chức và cá nhân sẽ có những quyền và nghĩa vụ gì, các em xem kỹ phần này cho cô. Kế đến phần 5 nhỏ là rèn luyện. Vậy thì mỗi học sinh chúng ta phải rèn luyện như thế nào để có thể góp phần bảo tồn di sản văn hóa. Đó là nội dung của bài học số 5. Cô và các em sẽ đi vào phần trắc nghiệm.
Câu số 1. Đồng cảm, san sẻ với người khác khi gặp khó khăn, hoạn nạn, theo khả năng của mình là nội dung thể hiện khái niệm nào sau đây? A. Quan tâm. B. Cảm thông. C. Chia sẻ. D. Yêu thương. Và gợi ý trả lời của cô là chia sẻ. Câu số 2. Thường xuyên chú ý người khác là nội dung thể hiện khái niệm nào dưới đây? A. Quan tâm. B. Cảm thông. C. Chia sẻ. D. Yêu thương. Và gợi ý trả lời của cô là quan tâm. Câu số 3. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác? A. Thường xuyên giúp đỡ người khó khăn. B. Chế giễu, trêu chọc người kém may mắn. C. Ganh ghét, đố kỵ với người khác. D. Dũng cảm nhận lỗi khi làm sai. Và đáp án của cô là A. Câu số 4. Câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác? A. Chị ngã em nâng. B. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. C. Nhường cơm xẻ áo. D. Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Và đáp án của cô là D. Câu số 5. Hành vi nào dưới đây không phải là biểu hiện của sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác? A. Thường xuyên hỏi thăm sức khỏe người thân. B. Giúp đỡ bố mẹ một số công việc trong gia đình. C. Thương cảm trước nỗi đau người khác. D. Bao che cho bạn khi mắc lỗi. Đáp án là D. Câu số 6. Học tập tự giác tích cực là A. Chủ động, nỗ lực học tập mỗi khi đến kỳ thi. B. Chủ động thực hiện đầy đủ và hiệu quả nhiệm vụ học tập đã đề ra. C. Tập trung học tập khi có sự nhắc nhở của thầy cô. D. Chủ động học hết mình khi được bố mẹ hứa thưởng nếu đạt kết quả cao. Đáp án là câu B. Câu số 7. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện thái độ học tập tự giác tích cực? A. Chuẩn bị bài trước khi đến lớp. B. Học trước chơi sau. C. Nghe nhạc tiếng Anh để học từ mới. D. Chơi điện tử trong giờ học. Và đáp án là D. Câu số 8. Học tập tự giác tích cực sẽ mang đến cho ta những lợi ích nào? A. Thu được nhiều tiền. B. Đạt kết quả cao trong học tập. C. Sự vất vả. D. Sự xa lánh của bạn bè. Đáp án là B. Câu số 9. Hành động nào sau đây là biểu hiện của học tập tự giác tích cực? A. Luôn để bố mẹ gọi dậy đi học. B. Trước giờ đi học mới soạn sách vở. C. Luôn cố gắng vượt khó kiên trì trong học tập. D. Giờ kiểm tra nhìn bài bạn để đạt được điểm cao. Và đáp án C. Câu số 10. Tự giác học tập là A. Chủ động học tập, không cần ai nhắc nhở. B. Học trên lớp, về nhà không cần học. C. Chỉ quan tâm đến công việc của lớp. D. Chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người. Và đáp án là câu A. Câu 11. Sự tin tưởng, niềm tin giữa người với người là nội dung của khái niệm nào dưới đây? A. Chữ tín. B. Tự chủ. C. Lòng biết ơn. D. Niềm tự hào. Đáp án là A. Chữ tín. Câu 12. Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của giữ chữ tín? A. Thực hiện đúng lời hứa. B. Hứa nhưng không thực hiện. C. Không hoàn thành nhiệm vụ. D. Đến trễ so với thời gian đã hẹn. Đáp án câu A. Câu 13. Có cây dao nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay, là khuyên chúng ta nên A. Dũng cảm. B. Giữ chữ tín. C. Tích cực học tập. D. Tiết kiệm. Và đáp án là câu B. Câu 14. Người giữ chữ tín sẽ có hành động nào sau đây? A. Tới trễ so với giờ đã hẹn. B. Hứa nhưng không thực hiện. C. Thực hiện đúng lời hứa. D. Đổ lỗi cho người khác khi sai phạm. Và đáp án là thực hiện đúng lời hứa. Câu 15. Muốn trở thành một người biết giữ chữ tín, học sinh phải A. Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và hành vi không giữ chữ tín. B. Tôn trọng mọi người. C. Chăm chỉ làm việc giúp đỡ ông bà, cha mẹ. D. Giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè, người khác một cách có trách nhiệm. Câu trả lời là câu D. Câu 16. Sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề,
trình diễn và các hình thức khác là nội dung của khái niệm nào sau đây? A. Di sản hỗn hợp. B. Di sản thiên nhiên. C. Di sản văn hóa vật chất. D. Di sản văn hóa phi vật thể. Và đáp án của cô là D. Câu 17. Di sản văn hóa bao gồm A. Di sản văn hóa tinh thần và di sản văn hóa vật thể. B. Di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể. C. Di sản văn hóa vật chất và di sản văn hóa tinh thần. D. Di sản văn hóa thể chất và di sản văn hóa tinh thần. Đáp án của cô là B. Câu 18. Khi tìm được các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, các cá nhân có quyền và nghĩa vụ nào dưới đây? A. Thông báo kịp thời địa điểm phát hiện di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia với cơ quan chức năng. B. Tự do mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. C. Sở hữu những di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do mình tìm được. D. Cho tặng di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Đáp án là A. Câu 19. Những sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học bao gồm di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia là nội dung của khái niệm nào sau đây? A. Di sản văn hóa phi vật thể. B. Di sản văn hóa tinh thần. C. Di sản văn hóa vật thể. D. Di sản văn hóa thiên nhiên. Và đáp án là câu C. Câu 20. Di sản nào dưới đây được xếp vào nhóm di sản văn hóa phi vật thể? A. Tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng. B. Thành nhà Hồ. C. Thánh địa Mỹ Sơn. D. Dinh Độc Lập. Đáp án là câu A. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần B tự luận. Câu số 1. Trong cuộc sống, sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ được biểu hiện như thế nào? Và sau đây là gợi ý trả lời của cô. A. Giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn hoạn nạn. Biết quan tâm đến mọi người trong mọi hoàn cảnh. Biết lắng nghe và đặt mình vào vị trí của họ. Khích lệ, động viên khi họ gặp trở ngại trong cuộc sống. Câu số 2. Vào sáng Chủ nhật, Mai qua nhà, thấy Hoa đang làm bài tập môn toán. Mai liền hỏi, sao cậu ôn bài sớm vậy? Còn 2 tuần nữa mới thi mà, nhiều bạn vẫn còn chưa ôn đâu. Thôi, gấp sách lại mình đi uống trà sữa đi. Hoa trả lời, Mai à, nếu để đến gần ngày thi mới ôn thì sẽ không kịp đâu. Hay là cậu ôn bài chung với tớ đi. Câu hỏi, A, em thấy việc làm của bạn nào đúng, vì sao? Nếu là Mai em sẽ trả lời thế nào? B, theo em, học sinh cần rèn luyện thế nào để mình và bạn đạt kết quả cao trong học tập? Gợi ý trả lời của cô. A, em thấy việc làm của bạn Hoa là đúng, vì bạn biết tự giác, chủ động trong việc học, có ý thức ôn bài và biết nhắc nhở bạn cùng ôn tập chung với mình. Nếu em là Mai, em sẽ trả lời là mình để mình về lấy sách vở cùng học với bạn nhé. Câu B. Ở câu B này, phần câu hỏi học sinh cần rèn luyện thế nào thì nó là câu hỏi về lý thuyết. Các em phải trả lời đúng lý thuyết mà cô dạy trên lớp. Đó là chúng ta phải rèn luyện tính tự giác, tích cực trong học tập, đồng thời cần nhắc nhở, giúp đỡ những bạn chưa tự giác, tích cực trong học tập để cùng nhau tiến bộ. Câu số 3. Em hãy nêu đức tính được nhắc đến trong ca dao. Tục ngữ sao? Lời nói như đinh đóng cột. Và nêu một việc làm của bản thân thể hiện đức tính này. Gợi ý trả lời của cô là câu ca dao, tục ngữ, lời nói như đinh đóng cột là nói về đức tính, giữ chữ tín. Câu trả lời thứ hai là nêu một việc làm của bản thân. Này các em có thể tự nêu theo cái ví dụ của mình. Đây là gợi ý và trả lời của cô thôi. Em có thể nêu ví dụ như một việc làm là em hứa cho bạn mình tập và em đã giữ đúng lời hứa của mình. Hoặc là em hứa quét nhà phụ mẹ và em đã làm đúng lời hứa của mình đối với mẹ. Các em có thể tự cho các ví dụ khác. Câu số 4. Có mấy loại di sản văn hóa? Cho ví dụ về mỗi loại. Gợi ý trả lời của cô. Có 2 loại di sản văn hóa. Đó là di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. Ví dụ về di sản văn hóa vật thể, chúng ta có ví dụ như là di tích cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, vân vân. Hoặc là di sản văn hóa phi vật thể thì chúng ta có ví dụ như là dân ca quan họ Bắc Ninh, hát xoan ở Phú Thọ, hoặc là đờn ca tài tử Nam Bộ, vân vân.
số 5, em hãy nêu những việc làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bảo vệ di sản văn hóa. Gợi ý trả lời của cô: có thái độ tôn trọng, tự hào và gìn giữ những di sản văn hóa. Chấp hành, tuyên truyền quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa tại nhà trường và địa phương. Tích cực tìm hiểu những thông tin và giá trị văn hóa của những di sản văn hóa của đất nước. Tham gia các hoạt động, cuộc thi về tìm hiểu di sản văn hóa. Câu số 6. Em hãy nêu hành vi nào vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa và cách đấu tranh ngăn chặn các hành vi sai đó. A. Giới thiệu cho khách nước ngoài về danh lam thắng cảnh của Việt Nam. B. Phát hiện và đem nộp cổ vật cho cơ quan có trách nhiệm. C. Tham quan tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa địa phương. D. Lấy cắp cổ vật về nhà cất giấu theo mục đích cá nhân. E. Buôn bán, trao đổi, cho tặng cổ vật không có giấy phép. F. Nhắc nhở bạn bè, người xung quanh giữ gìn bảo vệ di sản văn hóa. Và gợi ý trả lời của cô: trong 6 câu trên thì câu C và câu D là những câu có hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa. Vậy thì cách để đấu tranh và ngăn chặn các hành vi đó là chúng ta khi mà phát hiện thì phải tố cáo những hành vi không bảo tồn di sản văn hóa. Bản thân mình cũng như là mọi người phải biết chấp hành và tuyên truyền quy định của pháp luật về bảo vệ di sản văn hóa. Sẽ có mức xử phạt thích hợp đối với những hành vi như trên. Chúng ta vừa mới ôn xong lý thuyết cũng như là bài tập để có thể bước vào kỳ kiểm tra học kỳ 1. Cô mến chúc các em có một bài thi thật là tốt.